Chào anh em, hôm nay mình làm cái video để hướng dẫn một số anh em cái cách mà để vào cám cho chim nó mau tự biết ăn á. Như mấy anh chim này là mình đang vào cám này, được nhỏ nhỏ mà hung ghê. Con này thì nhỏ tuổi hơn, mới tập ăn chuối. Đầu tiên á, nếu như chim câu mình nuôi lên nhá, thì mình sẽ tập cho nó ăn chuối trước nha. Như hai con này là bắt đầu mình tập ăn chuối này. Khi mà các bạn anh em thấy nó ăn chuối ok rồi á, thì mình sẽ tiếp tục là mình sẽ tập cho nó ăn cám. Khi mà cái con chim mình thấy nó đứng cầu cứng rồi, lông đuôi nó ra cũng tương đó rồi. Như hai con này này. Đây, thì bắt đầu mình bỏ bỏ chuối vào. Và khi mà bỏ chuối vào á, thì mình khi mà tập ăn á, tập nó tự ăn á, thì mình phải hạn chế mình đút cho nó. Như hai con này nó đang đói này, là mình sẽ lấy cái cây mình đút chuối và mình để gần gần là cái miếng chuối này. Mình để gần là nó dần dần nó sẽ quen, là nó sẽ tự mổ. Nó mổ được một lần á là nó sẽ mổ chuối thôi. Khi mà nó mổ chuối rồi á, thì anh em thấy nó mổ chuối được cỡ 2 3 ngày mà cứng cứng rồi, thì anh em bắt đầu bỏ cái cám này vào nè. Đây là cám gà con. Cứ mà câu mình trộn với một ít trứng kiến này. Khi anh em lấy một cái lắc chuối á, anh em xác cái lắc chuối chuối xác một cái lắc chuối ra, anh em bỏ trong đây, anh em trộn trộn lên cho chuối nó dính cám á. Anh em để này, là nó ăn chuối á, nó ăn chuối là nó sẽ quen, là cái dính có cám á, nó sẽ quen. Như con bên này này, bên này đó, đó cái trứng kiến này, nó đang ăn trứng kiến này thôi. Tại vì cái trứng kiến này bình thường ở mình, đó là mình chim câu là mình đút trứng kiến này, là nó quen trứng kiến rồi đó. Anh em bỏ bỏ thêm một lắc chuối nữa, nó ăn chuối là nó sẽ quen rồi. Đấy, con này cũng ăn trứng kiến này, nó ăn chuối hoặc là nó ăn trứng kiến gì dưới này, nó thích gì nó ăn cái đấy. Nó ăn mà hết trứng kiến hoặc hết chuối là nó sẽ chuyển qua ăn bọc này, cái cám này. Và nếu như anh em nuôi á, mà anh em có những con chim mà nó biết tự ăn cám rồi, như hai cái chuồng này này, là mình đang bỏ những con chim biết ăn cám vào á, để cho nó học theo á mấy con khác. Tại vì cái con chim mà biết ăn cám nó ăn á, là mấy con chim khác nó đói nó thấy ăn á, là nó sẽ bước chước ăn theo. Gọi thoại từ 0343582. Như trong đây á, thì cái con này là nó biết ăn rồi nè. Tương tự chuồng đây là có hai con biết ăn rồi, tầm mình tách mình bỏ qua. Mà khi mà anh em bỏ vào thì anh em phải chú ý á, nhiều con chim nó biết ăn á, là mấy con chim nó lớn hơn rồi, thường nó bỏ vào nó hay cắn nhau với mấy con này. Cho nên mình phải để ý xíu. Nếu nó cắn thì mình sẽ tách ra nha, chứ không nó cắn là nó cắn không chết, nhưng mà nó sẽ rụng hết lông. Và một cái lưu ý nữa là khi mà con chim á, mấy luôn nè, mấy con này nó cắn nhau nè, không ghê không. Mình để ý nha, khi mình tập ăn là mình phải để ý, nó cắn nhau là mình phải can thiệp chứ không nè. Nó hư lông chim thôi chứ không không có gì hết. Vì con nâu này nó cắn cũng không chết được. Cái mình lưu ý nữa là khi mà mình tập cho ăn á, là mình phải xíu nữa là mình phải phải đem mấy cái lồng này nè, mình để ở chỗ 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 ít người qua lại á. Tại vì con chim á, nó có mình cho ăn á, nó quen rồi. Và khi mà nó đói á, mình cho mấy con nhỏ này ăn, cho mấy con nhỏ này ăn á, thì nó sẽ vô tình là nó thấy mình là nó cứ đòi ăn biết à, cho nó sẽ không chịu ăn cám này. Mình sẽ để một chỗ nào yên tĩnh đó, chập mình sẽ đem cái mình để một chỗ khác nha, chứ mình không có để đây đó. Với lại mình nuôi chim á, thì mình thường mình để là mình thấy nó đói là mình tội á, là mình sẽ cho nó ăn, là nó sẽ lâu biết ăn lắm. Mình để chỗ vắng vắng, nhưng mà mình để chỗ vắng á, không phải là mình để suốt một ngày luôn nha. Mình để tầm như bình thường mình cho mấy con chim đi ăn á, là cỡ tiếng tiếng rưỡi là mình cho ăn lần này. Nhưng mà khi mình bắt đầu mình tập cho nó ăn á, là mình phải kéo dài cái thời gian ra, ví dụ như 2 tiếng hoặc là 3 tiếng mình mới tới mình cho nó ăn lần. Anh em tập không phải là tập cho nó ăn thấy nó xỉa rồi là anh em dừng đút cho nó nha, là không phải. Là ví dụ như bình thường tiếng rưỡi mình cho nó ăn á, thì khi mà mình tập ăn là 2 tiếng rưỡi mình mới cho nó ăn, hoặc 3 tiếng mình cho nó ăn lần đó. Mình giãn giãn cái thời gian nó ra, chứ không phải anh em mà cứ ngắt không không đút cho nó ăn luôn là
nhiều con chim nó ăn cám là ít là nó suy chim á, nó suy chim là nó chết đó. Đó, cho nên em phải phải để ý cái đó. Mục đích mình làm cái móng to đây á, là để con chim, tại vì con chim á, nó tập ăn á, là nó rất dễ làm rơi cái cám này nè. Cái mỏ nó còn 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 chưa biết cách sử dụng cái mỏ mà để gắp sợi cám, nó gắp lên nó rớt, gắp lên nó rớt, là cái móng to đây là nó rớt xuống cái móng đây là nó ăn được. Chứ anh em làm cái móng nhỏ thì nó mổ là cám nó rớt vãi hết ra ngoài nha. Cái đây thì nó cũng đôi khi nó một cây ị lên, nhưng mà nó không ị bao nhiêu đâu. Mình để một ngày là mình thay thôi, nhưng mình nuôi sau nuôi đồ là một ngày là mình lấy con đây mình sẽ cho sau ăn. Anh em cứ để vậy, anh em theo theo dõi thôi, để chỗ vắng người nha. Lâu lâu anh em đút cho mỗi con mấy con dế hoặc là chuối gì đó. Là như thế này là nó mau biết ăn lắm. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nha.